Vạn quê con vua David,
Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng đầu, Chúa đã muốn cho đám cưới Chúa mời người phải sông chết, phải sông trên phạm nhân và chịu vô hình làm cha, để yêu gương kim nhường cho thiên hạ làm cha. Xin cho chúng ta nguyên tâm nhận bài học người lễ lai trong chúa thương kho và đừng khóc một chúng ta. Dơ má cho người ta dập râu, tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn, vì thế tôi chưa mặc ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói: Thầy nói thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy. Môn đệ rất buồn rầu, và từng người bắt đầu hỏi người: Thưa thầy, có phải con không? Giu-đa kẻ phản bội cũng thưa người rằng: Thưa thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: Kẻ giơ tay cùng chống vào điểm với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thực ra có người sẽ ra đi như đã chết về người, nhưng không cho kẻ sẽ nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn. Giu-đa kẻ phản bội cũng thưa người rằng: Thưa thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: Đúng như con nói. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giê-xu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình thầy.
Đoạn người cầm lấy chén tạ ơn rồi trao cho các môn đệ mà phán: Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu Thầy, máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo các con, từ nay Thầy sẽ không còn uống chén nho này nữa cho đến ngày Thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha Thầy. Sau khi hát thánh vịnh, Thầy trò liền lên núi Ô-liu. Bấy giờ Chúa Giê-xu bảo các ông: Tất cả các con sẽ vấp phạm vì Thầy trong chính đêm nay, vì có lời chắc rằng ta sẽ đánh chửi chân và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi Thầy sống lại, Thầy sẽ đến xứ Galilea trước các con. Phêrô liền thưa: Dù tất cả vấp phạm vì Thầy, khuyên con sẽ không bao giờ vấp phạm. Chúa Giê-xu đáp: Đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối Thầy ba lần. Phêrô lại thưa: Dù có chết cùng Thầy, con sẽ không chối Thầy. Và tất cả các môn đệ cùng nói như vậy. Rồi Chúa Giê-xu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Gethsemane, và Người bảo các môn đệ: Các con hãy ngồi đây để Thầy đến đằng kia cầu nguyện. Đoạn Chúa đưa Phêrô và hai người con ông Zê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy Người bảo các ông: Linh hồn Thầy buồn sầu đến nỗi chết được. Các con hãy ở lại đây và thức tỉnh với Thầy. Tiến xa hơn một chút, Người sắp mặt xuống cầu nguyện và nói: Lạy Chúa, nếu được xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng như ý con muốn, một theo ý cha muốn. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: Chẳng lẽ các con không thức cùng Thầy được lấy một giờ ư? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lành lẹ nhưng xác thịt thì yếu đuối. Rồi Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai mà rằng: Lạy Chúa, nếu chén này không thể qua đi được mà con phải uống, thì xin theo ý cha. Đoạn Người trở lại và thấy các ông còn ngủ vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó Người trở lại với các môn đệ và bảo: Lúc này mà còn ngủ, còn nghĩ sao? Này, sắp đến giờ con Người sẽ bị đọt trong tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy trỗi dậy, chúng ta hãy đi, kẻ đọt Thầy đã tới rồi. Người còn đang nói thì đây Giuđa, một trong nhóm 12, và cùng với y có lũ đông mang gươm giáo gậy gọc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Vậy tên nội công đã dặn họ ám hiệu này: Hễ tôn người nào thì đó chính là người các ông hãy bắt lấy. Tức khắc Giuđa tới gần Chúa Giê-xu và nói: Chào Thầy. Và nó hôn Người, nhưng Chúa Giê-xu bảo: Này bạn nói đây làm gì thì cứ làm đi. Lúc đó chúng xông tới, tra tay bắt Chúa Giê-xu. Ngay sau đó, một trong những người vẫn theo Chúa Giê-xu giơ tay rút gươm và chém tên đệ tớ Thầy Thượng Tế đứt một tay. Chúa Giê-xu liền bảo: Con hãy xả ngay gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng Thầy không thể xin cha Thầy, và Ngài sẽ tất khắc gửi đến hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Sự thế phải như vậy. Lúc đó Chúa Giê-xu nói cùng đám đông rằng: Các ngươi cầm cướp giáo gầy gọc đi mắt ta như mắt tên cướp ư? Hàng ngày ta ngồi trong đền thờ giữa các ngươi mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả sự đó xảy ra để ứng nghiệm lời các tiên tri đã chép. Bây giờ các môn đệ bỏ Người và chạy trốn hết. Những kẻ đã bắt Chúa Giê-xu điệu Người đến Thầy Thượng Tế Ca-i-pha, nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phêrô theo Người xa xa cho tới dinh Thầy Thượng Tế, rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đệ tớ xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị tìm chứng gian cáo Chúa Giê-xu để lên án xử tử Người, và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông chứng nhân ra mắt. Sau cùng, hai người làm chứng gian đến khai rằng: Người này đã nói, ta có thể phá đền thờ Thiên Chúa và xây cất lại trong 3 ngày. Bây giờ, Thầy Thượng Tế đứng lên nói: Ông không trả lời gì về những điều những người này đã cáo ông sao? Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh,
nên thầy thượng tế bảo người của mạng thề rằng tôi không hề biết người ấy, tức thì gà gáy. Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói, trước khi gà gáy con sẽ chối ta ba lần, và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, các thượng tế và kỳ lão trong việc hồi họp bày mưu giết Chúa Giêsu, họ trói người và điều đi nộp cho tổng thống Pontius Pilato. Bây giờ Judas kẻ nộp người thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão mà nói rằng: tôi đã phạm tội vì đổ máu người không chính. Nhưng họ trả lời: càng khi đến chúng tôi mà kẻ ai. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắp cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: không nên để bạc này vào kho vì là giá máu. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người ở gốm làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế, ruộng ấy cho đến ngày nay được gọi là Hasedama, nghĩa là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Jeremiah nói: chúng ta lấy 30 đồng bạc là giá đó do con cái Israel đã mặc cả mà bán đến cao trọng, và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giêsu đứng trước quan tổng trấn và quan hỏi người rằng: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: ông nói đúng. Nhưng khi các thượng tế và các kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời chi cả. Bây giờ Phi-la-tô bảo người: ông có nghe thấy tất cả những điều họ tố cáo ông sao? Chúa Giêsu cũng không đáp lại về một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một phạm nhân nổi tiếng tên là Baraba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng đã tụ tập lại đó rằng: các người muốn ta phóng thích ai, Barabba hay Giêsu mà ngươi tăng mà người ta vẫn gọi là Kitô? Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và vị lão suy dục dân xin tha Barabba và giết Chúa Giêsu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: trong ai người đó các người muốn ta phóng thích ai? Họ thưa: Barabba. Phi-la-tô hỏi: vậy đối với Giêsu gọi là Kitô ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp: tống định nó đi. Quan lại hỏi: những người này đã làm gì nên tội? Chúng càng la to: tống định nó đi. Bây giờ Phi-la-tô thấy mất công là thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: ta vô can về mẫu người công chính này, mặc các người liệu lấy. Toàn dân đáp: hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cái chúng tôi. Bây giờ quan phóng thích Barabba cho họ, còn Chúa Giêsu thì trao cho họ đánh đòn rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bây giờ lính tổng trấn liền điều Chúa Giêsu vào trong công đường và tập hợp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi quấn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhạo báng rằng: tôi vua dân Do Thái. Rồi họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đặt trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vào đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để nghiệm lời tiên tri rằng: chúng đã chia nhau áo ta, còn áo mài của ta chúng đã phải thăm. Rồi họ lại canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: người này là Giêsu, vua dân Do Thái.
Lúc ấy cùng với người họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói: Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người rằng: Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó, thì bây giờ Ngài này nhiều người. Còn viên sĩ quan và những người cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: Đúng, người này là con Thiên Chúa. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa, họ là những người đã theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilee. Trong số đó có bà Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của ông Zebede. Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse, cũng đã là môn đệ của Chúa Giêsu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Bây giờ Phi-la-tô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một khăn sạch và đặt trong mồ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Phi-la-tô trình rằng: Thưa Ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời trên việc bộ ấy có nói: Sau ba ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin Ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng người đã từ coi chết sống lại, và như thế sự gian dối này sẽ còn tai hại hơn trước. Phi-la-tô trả lời: Các ông đã có lính canh thì cứ đi. Công ơn thần truyền mọi thế.